ngập sâu, nhà mình ngập đến khoảng 2 mét, lên rất nhanh luôn, mỗi lần nó lên khoảng 10 phân, một trong vòng khoảng 10 phút thôi, cực nhanh luôn, không kịp chạy đồ thì hỏng hết đồ, không còn cái gì cả. Kính thưa quý độc giả, phóng viên Báo Dân Chí đang có mặt tại đường Điện Biên, thành phố Yên Bái. Đây là một trong những nơi ngập sâu của thành phố Yên Bái. Như chúng ta có thể thấy ở đây, độ sâu có thể lên đến gần một mét. Lực lượng cứu hộ đang dùng thuyền phà để đưa người dân qua địa điểm ngập ở sâu trong phía trong kia là phường Hồng Hà. Đó là một trong những địa điểm ngập rất sâu của thành phố Yên Bái. Địa điểm sâu nhất có thể lên đến 4 mét và lực lượng cứu hộ đang dùng thuyền máy đưa người dân cứu hộ đi qua ngập sâu này.